Alo, ai đây ạ? Anh không, anh nghe được không? Anh nghe được. Em Nga mà, em Nga mà. Chào Nga. Anh ơi, em gọi điện em xin anh cái bản final, cái báo cáo MTA với, có không anh? Bản báo cáo MTA anh gửi cái hôm mà có cái hội thảo em. Em cái tìm. Bản Word là có đúng không anh? Có. Bản Word là có ở trong đấy đúng không ạ? Để em tìm, em kia để em share về cái cô tư vấn ở bên em. Cái bản đấy là share được đúng không anh? Share được em, đã đi xem mình hết dạ, rồi. Vâng. Nhưng mà bản Word thì anh không dám chắc. Anh hình như anh là chuyển em sang nhớ PDF. Anh chỉ có phải PowerPoint thôi đúng không? Không có cả có file cả, PDF có cả đấy. PDF PDF em tìm được của anh cái. Vâng. Anh đang đi ở đâu đấy? Anh đang đưa từ là Điện Biên sang Lai Châu. Ui rồi ôi, sướng đẹp thế. Lắm, cung đường đẹp lắm, vắng vẻ. Thế anh lái xe đi hả? Anh lái xe đi. Ôi, lái xe thôi. Chúc anh có cái gì vui vẻ nhá. Ok, thank you, dạ, happy new year nhá. Chào dạ, anh. Happy new year. Happy new year. Em phải đi làm khổ quá. Đang...